Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Shop The CEO nhé. Và hôm nay thì em vẫn sẽ tiếp tục lên áo da và sẽ có một số sản phẩm là hàng moto, sơ mi, có vest nữa nhé. Nếu bác nào mình mua sản phẩm nào thì mình có thể là theo dõi video, theo dõi hết video để mình có thể là xem hết cái sản phẩm mình thích, để mình có thể chốt được cái sản phẩm mình ưng ý các bác nha. Và bên em thì hoàn toàn là bao ship nhé, bên em hoàn toàn bao ship và được kiểm tra hàng các bác nhé, được kiểm tra hàng, test hàng. Đúng mặt hàng thì bác chốt, bác nhận hàng với em nha. Và trước khi mình mua hàng ấy, thì bác chịu khó là mình xem kỹ cái mặt hàng của mình rồi mình hãng chốt các bác nhá, để tránh trường hợp là mình chốt cái sản phẩm mình cứ chốt đại đại quá thì mình lại chốt cho con, thì đến khi mình nhận hàng thì lại không đúng ý, kiểu mình thích, thì mình phải lưu ý cho em nha các bác nhá. Đầu tiên thì sẽ lên bác cái con áo này cô này. Dòng da bò hạt và là dòng nguyên tấm. Và cái dòng này thì rất là mềm thôi. Cái dòng này da nó không có cứng đâu. Da nó không có cứng các bác nhé. Mềm mại. Và cái dòng này thì giá là 1.850.000 giúp em. 1.850.000 và được bao ship. Và có lưu ý là trước khi mình mua thì mình nên chịu khó là mình đo chiều dài tay của mình là dài bao nhiêu này. Chiều dài tay, chiều dài đây, hai bên vai của này. Đấy, vai của mình là bao nhiêu. Và phần lưng của mình cũng nhé. Mình đo vào phần lưng nữa, để mình xem cái áo nào đúng kích thước của mình thì mình chốt các bác nhá. Đó, đây, đằng sau lưng này. Dòng là dòng da bò hạt các nhá. Form sẽ là 1m65 đến 1m73. Đấy, 1m65, 1m73 và mẫu là cao 1m65 nhá. Dòng là dòng da bò hạt. Cái dòng này thì em bán rất là nhiều rồi, bán cực kỳ chạy luôn ơi. Bán siêu chạy, và cái dòng này là dòng mới nhá, dòng mới. Bác nào mà mình thích chơi hàng mới thì mình có thể chốt cái dòng này. Da bò hạt con này rất là xịn luôn. Da nó siêu xịn nhá, có hai cúc bấm này. Cái phần da tay ở chỗ phần người ta cắt may đúng không này. Người ta cắt may thì nó sẽ có cái thừa lại một cái phần da người ta để hở ra như vậy. Hàng da bò hạt đúng không nhá. Form là form cổ bẻ thôi, form cổ bẻ. Tay cúc bấm nhá, form cổ bẻ tay cúc bấm. Form sẽ là 1m65 đến 1m73. Dòng da bò hạt, da này rất là mềm thôi. Da này mềm nhá, không bị cứng thôi, không bị cứng, mặc rất chi là thoải mái luôn. Nhiều bác mua xong về feedback rất là tốt về cái sản phẩm này, tại vì mặc nó rất là chất lượng thôi. Một khi mình đã mua cái sản phẩm này thì mình không muốn mua cái sản phẩm khác, tại vì mặc nó sướng ấy, nó cực kỳ là thích luôn. Đây cái phần viền da của áo này, cô nhắc phần viền da ở dưới này sẽ là cái đai của nó này. Đó. Nguyên một tấm da như vậy nhá, nguyên một tấm da đằng sau lưng này cô này. Đó, thấy xịn không ạ? Cực kỳ là xịn nhá, nguyên một tấm da. Đó. Dòng là dòng cổ bẻ màu đen nhé, dòng cổ bẻ màu đen. Đây cái viền da này. Đó. Hàng da bò với em nhé, hàng da bò giá là 1.850.000. Các bác mua hàng thì bác nên chụp lại cái mã như vậy, hoặc là mình nhắn cái mã nhé, nhắn cái mã và chụp mã lại. Mã là D538, tay 60, vai 47 và lưng 63. Cân nặng sẽ dao động từ khoảng 63 đến 68. Và bác nào mình 70 cân mà mình không có bụng các nhé, 70 cân thì bác nào mình không có bụng. Đây, mình cho một con dòng moto đặc trưng của nó là tay dài và form nó khá là to và nặng. Đây, dòng moto con này thì sẽ dành cho nào mà mình trên 1m7 nhé, trên 1m7 đến 1m8 thôi, trên 1m7 là được nhé, trên 1m7. Trên 1m7 nhé, bác cần thích mặc dài thì sẽ là 1m7 đấy, còn không form chuẩn thế là 1m75, 1m8 nhé. Tay thì sẽ là tay răng dài, có khóa kéo này, có khóa kéo phối màu nhé, phối màu đỏ với màu trắng. Thường là áo da si thì bác mua về mình nên chịu khó là mình nên spa nó lại. Một là mình đánh si, hai là mình hấp và mình dưỡng lại nhé. Tại vì một phần là cái giá nó rất là rẻ luôn. Giá rẻ thì bác mua về mình nên chịu khó là mình spa lại cái áo nhá. Form là form to và dài. Con này thì nó bị một cái lỗ nhỏ đây. Lỗ nhỏ ở cái phần viền cổ đúng không? Nhưng mà các bác mặc thì sẽ không ai để ý thấy. Nếu mà mình kỹ hơn thì mình có thể là đánh si lại. Đây vào cái hai là nó sẽ bị cái lót như vậy. Các bác mua về mình nên khâu lại như vậy không nhé. Khâu lại là nó hết thôi. Đây. Đây cái phần lót bên trong như vậy này. Các bác mua về các bác khâu nó lại. Đó. Áo có như thế nào thì em sẽ báo sẵn trên video luôn các bác nhé. Áo này có như thế nào, lỗi gì đều báo sẵn trên video để mình thấy ưng ý, mình hợp lý với cái giá tiền. Thường là cái dòng moto bán rất là mắc luôn, nhưng mà em bán chắc cho các bác thì có 350.000 con áo này thôi. Nhá, 350.000 thôi. Mã là D524, tay 70, tay là tay dài nhá, tay dài. Vai 50 và lưng 70.
cân nặng sẽ dao động từ khoảng 80-90, tại vì form này rất là to. Có bác nào mình có bụng to bụng bia thì khoảng 70 nhé, bụng to bụng bia 70. Tiếp theo thì sẽ lên một con dòng cổ trụ nhé, một con cổ trụ màu nâu cà phê. Cái áo này thì em sẽ có hai mẫu, một là tay cúc bấm này, hai là tay khóa nhé. Bác nào mà mình thích dòng tay khóa hay tay cúc, mình cảm thấy mẫu nào mình tiện lợi hơn, mình thích hơn thì mình có thể chốt nhé. Hai mẫu thì giống nhau, chỉ khác phần tay thôi. Form sẽ là 1m65, 1m73 nhé, 1m65, 1m73. Cái form này thì các bác mặc ôm thì rất là đẹp đúng không? Mặc form ôm dành cho là mình có bụng vừa luôn nhé. Chất da mềm mại, dòng là dòng da bò hạt nguyên tấm, da này rất là xịn luôn và chất lượng. Những shop khác bán con này phải trên 2 triệu nhá, các bác lưu ý cho em là các shop khác bán trên 2 triệu. Nói chung là phong, nói chung là kiểu dáng mẫu da thì đều giống nhau cả, nhưng mà có shop thì sẽ bán ăn lời nhiều, có shop thì như em thì bán gọi là lời ít thôi, để các bác mua về mình trải nghiệm này. Mua về mặc thử rất là thích luôn. Trước khi mình mua mình cứ thử tham khảo một số shop trước khi mình đặt mua nhé. Mình cứ tham khảo chứ không ai hãy buộc các bác mua là mua bên em thôi đâu. Các bác cứ tham khảo những chỗ khác trước đấy, mình xem cái giá nó hợp lý, mình thấy ưng ý thì mình chốt cũng nhá. Em có báo trước là cái những con này này ở những shop khác bán phải trên 2 triệu nhá, phải trên 2 triệu, nhưng mà bên em bán chỉ có 1.850.000 thôi. Tay là tay cúc bấm nhá, tay cúc bấm và có túi khóa này. Đấy, dòng là dòng cổ trụ này, mà con này cái dòng cổ trụ mặc rất là chất luôn các bác, mặc cực kỳ là chất các bác nha. Nào, dưới vạt áo thì sẽ như vậy thôi em nhé, dưới vạt áo sẽ như vậy, màu nâu cà phê cũng nhé, màu nâu cà phê. Đằng sau lưng này, hàng là hàng mới thôi em nhé, hàng mới, cổ trụ, dòng cổ trụ, size nó là size XL này, cân nặng sẽ dao động từ khoảng 63 đến 68 và 70 cân dành cho bác nào mà mình không có bụng, là dành cho bác nào mình thích mặc kiểu ôm body đấy, mặc ôm body thì 70 cân. Mã là D539, tay 60, vai 47 và lưng 66. Giá là 1.850.000 và cái giá này thì em sẽ không thêm cũng không bớt cũng nhá. Các bác lưu ý cho em, tại vì những shop khác bán mấy con này phải trên 2 triệu. Nên là shop em không có thêm cũng không có bớt đúng không nhá. Nhưng bác nào mình mua hàng thì mình có thể là thiện chí theo cái giá em đã để trên video rồi. Các bác nhá, tại vì hàng bán cực kỳ là rẻ luôn các bác, mà siêu rẻ. Nên bác nào mình mua mình thấy thiện chí hợp lý ok thì các bác chịu khó là mình cọc tiền lại cho em nhé. Ở video nào em cũng báo, bác nào mà mình mua hàng mình thấy hợp lý thì mình cọc tiền lại thì em sẽ đi đơn. Còn những bác nào mà mình không cọc thì có thể là em sẽ không đi đơn được các bác nhé. Tại vì cái hàng em nói chung là số lượng nó không có nhiều, thường là hàng si thì chỉ có một thôi. Nên bác nào mà mình thấy gọi là chắc chắn mình muốn mua thì mình sẽ cọc tiền lại cho em nhé. Em có báo trước là cái dòng áo si, dòng áo si bác chịu khó là mình mua về, một là mình có thể là dưỡng hoặc là đánh si hoặc là gọi là spa lại các, hoặc là mình ủi sơ qua trước khi mình mặc, tại vì cái hàng gọi là hàng qua sử dụng rồi. Như giày cũng vậy, giày các bác mua về thì thường là mình phải gọi là lau chùi vệ sinh qua trước khi mình mang. Bác nhắc nên bác lưu ý đi. Form này thì sẽ là 1m65 đến 1m75 này. Đấy, form này form dáng vừa đúng không? Bác nào mình thích mặc cao thì 1m75, còn thích mặc kiểu không cộc quá thì khoảng 1m7 thôi. Đằng sau lưng này em có gọi là báo trước gọi là cái chiều cao, ví dụ như bác nào mà mình không thích mặc mặc ngắn ấy, không thích mặc ngắn thì mình sẽ là 1m7, còn thích mặc ngắn cao lên một tí thì sẽ là 1m75, còn thích mặc như mẫu thì sẽ là 1m65 nhá. Chiều cao thì mình có thể tùy chỉnh, mình thích mặc dài, mặc ngắn, mặc cộc đấy, tùy thuộc của bác nhá. Tại vì mỗi bác thì sẽ có một gu khác nhau. Con này là dòng cổ bẻ thôi, dòng cổ bẻ da mềm màu đen. Một cổ bẻ màu đen và bên trong thì sẽ lót màu, lót vải dù màu đỏ đô nhé, siêu đẹp luôn. Giá là 585.000, D532, tay 60, vai 43 và lưng 67. Cân nặng sẽ dao động từ khoảng 60-65. Hàng bên em thì luôn về liên tục thôi, hàng về liên tục nên các bác cứ yên tâm là luôn sẽ có mẫu mới. Và nói chung là lâu lâu thì em vẫn sẽ sale lắm, sale giá cực kỳ rẻ. Nên là bác nào mà mình mua hàng thì mình có thể là theo dõi kênh, hoặc là mình có thể là để ý khung giờ là 11 giờ trưa hoặc là 7 giờ tối để mình có thể là xem cái sản phẩm mà mình thích để mình chốt nhanh thôi nhá.
Và giờ này là đang mưa bão luôn, nên là nhiều khi là cái đơn hàng của mình có thể là ra hơi lâu một tí. Và ví dụ như thường là shipper gọi cho bác nhiều quá mà bác không nghe máy, hoặc là cái đơn hàng của mình có như thế nào đó thì thường là các bác, thường là shipper gọi mà các bác không nghe máy, thường là các bạn sẽ shipper sẽ gọi là để trạng thái là chờ xử lý hoặc chờ gọi là hoặc duyệt hoàn đấy. Thế nên các bác là mình lưu ý là một khi mình đã đặt hàng thì mình để ý cái điện thoại của mình các bác nhá, để tránh cái việc cái đơn hàng của mình lại hoàn đơn về mất các bác ha. Và nhiều lúc thì shipper gọi không liên lạc được các bác thì các bác chịu khó là mình có thể là liên hệ lại cho shop hoặc là liên lạc lại cho shipper các bác nhá, để tránh cái đơn hàng mình lại hoàn về thì mất công mình lại mất tiền ship đi tiền ship về nữa các bác nhá. Lưu ý cho em. Form này thì sẽ là 1m65, 1m7 cũng nhé, 1m65, 1m7 còn sau này. Bác nào mình nói chung là sợ mặc vịn cọc ấy, sợ mặc vịn cọc lưng thì các bác nên đo cái phần lưng của mình nhé, tại vì phần thông số này chứ không phải tự dưng mà em báo cái thông số không không đấy đâu. Ví dụ như mình thích mặc dài mặc ngắn, mình tùy thuộc vào cái lưng của mình này. Lưng này là lưng 62 nhé, lưng 62, mã là D533 này, tay 60, vai 44 và lưng 62. Cân nặng sẽ dao động từ khoảng 60-65, giá là 585k. Da mềm, dòng này thì sẽ mặc được hai kiểu. Một là các bác kéo cổ cao lên, kéo cái cổ nó cao lên. Hai là mình sẽ bể cổ ra, mặc được hai kiểu. Và sẽ có kiểu đệm vai ở đây, cảm giác có cái đệm vai. Form này các bác mặc ôm body này, bác nào mà mình khi ôm body thì mình chốt nhanh luôn này. Ôm body thì khoảng 68 cân, các bác nhé, 68 cân, 68. Mã này D533 giúp em nhé, mã D533, cái hiệu của nó đây quá nhá. Con này thì vẫn rất là mới luôn, còn siêu mới quá. Cái khóa kéo này, khóa kéo đây nhá. Tiếp theo đến một con dòng Moto, con này vẫn còn rất là mới luôn các bác nhá, còn siêu mới luôn. Dòng Moto siêu mới này, tay khóa kéo này, tay khóa kéo này. Dòng của nó có giống kiểu cái dòng khóa vắt chéo như vậy. Các bác mặc thì nó sẽ là vắt chéo như vậy các bác nhá. Form sẽ là 1m65 này. Đó, 1m65 này, đấy, đằng sau lưng này. 1m6, 1m65 các bác nhá. Có bác nào mình thích mặc cao hơn thì khoảng 1m68 đi. 1m6 đến 1m68 các bác nhá. Đấy, tùy thuộc vào mình thích mặc cao hoặc ngắn. Chất lượng cực kỳ xịn luôn. Con này thì sẽ có cầu vai, có cái phần cầu vai như vậy. Cầu vai như vậy cũng nhá. Con này siêu mới, con này còn siêu mới nhá. Tay là tay khóa kéo này. Các bác nên chốt nhanh con này cũng nhá. Số lượng chỉ có một thôi. Tại vì hàng si thì gọi là không phải là có số lượng nhiều đâu. Hàng mới thì mới có số lượng nhiều thôi. Hàng sau lưng này. Con này thì cảm giác dòng mô, tại vì nó là dòng mô tô ấy, nên là nó sẽ hơi nặng một tí nhé. Dòng mô tô, một là tay nó dài, hai là nó nặng. Đấy, thường là cái dòng mô tô thì cái kiểu nó sẽ như vậy khó khăn. Quay cận chất này. Con này siêu mới quá ơi. Đây, mã con này là mã D523, tay 62, vai 50 và lưng 60. Lưng chỉ 60 nhé và vai nó là 50. Giá chỉ có 485.000 thôi. 60-65 cân, túi trong này, lót vải dù này, dòng mô tô nhé. Đây, đây này, ở đây nó có ghi này, mô tô này, sản xuất tại Hàn đúng nhá, sản xuất tại Hàn, tem tác đầy đủ, D523. Lên cho bác một con dòng vest này, dòng vest vắt chéo này, dòng vest vắt chéo màu xanh đen nhé, màu xanh đen, tay là tay lỡ quá, tay lỡ, có một cái túi nhỏ xinh ở đây để bác có thể là đựng khăn tay gì đó ở đây các bác nhá, màu xanh đen thôi em, màu xanh đen, dòng vest các bác, dòng vest, dòng này thì các bác một là vắt qua bên này hay là mình vắt chéo bên này cũng được các bác nhá, mình vắt được hai kiểu, vắt một kiểu thôi nhé, và nó chỉ có một cái cúc bên trong này. Có một cái cúc bên trong để các bác cài đây. Cúc nhá, cài đây. Khi mà mình cài cúc vào nó sẽ như vậy. Cân nặng sẽ dao động từ khoảng 60 đến 65 cũng 60 65. Dòng vest tay lỡ. Hai là mình có thể là mặc suông ra như vậy. Em thấy mặc suông ra như vậy vẫn rất là đẹp luôn nhá. Suông ra như vậy vẫn rất là đẹp đẹp. Mình có thể cài cúc một cái cúc bên trong như vậy. Đó, ha. Đây này. Cài cái cúc bên trong như vậy xong mình để suông ra.
đó là nó sẽ hở bốn cái góc này như vậy. À, tay là tay suông nhá, tay suông có túi hai bên luôn này, có túi hai bên. Và cái phần túi này các mua về các chịu khó là mình khâu lại nhá. À, nó không phải bị rách đâu mà nó bị tuột chỉ thôi. Nó bị tuột chỉ bác mua về bác khâu lại thôi bác nhá. À, hàng si mà được như con này thì vẫn rất là ok không này, còn đẹp mới cực kỳ luôn. Nếu mà kỹ hơn thì bác mua về mình có thể là ủi sơ qua nhé. Ví dụ mình thấy nhăn trong quá trình mà vận chuyển ấy, trong quá trình vận chuyển hàng nó hơi bị nhăn thì mình mua về mình ủi lại. Đây, Coriel này, Seoul gì đây, Tokyo gì đây. À, mã là D522. 522 tay 55, vai 44 và lưng 70. Giá chỉ có 385.000. Hàng bên em là hàng dòng một dòng manto này, dòng vest này. Đấy, dòng cực kỳ là rẻ luôn. Những shop khác bán mấy con này phải trên 400 mấy, 500 mấy lận cơ ơi. Đây, bên trong thì lót của nó sẽ là vải dù và cảm giác như có mấy con chim hạc hay con gì nó bay bay như vậy. Thôi nhá, lót rất là xịn luôn. Đấy, người ta rất là tinh tế luôn quốc nhá. D522. Đây, tiếp tục lên cho một con dòng mô tô. Dòng này dòng áo da mới nhé, dòng mới. Tay là tay khóa kéo. Trước khi mình mặc ở các bác nam thường là cái mu bàn tay to thì mình kéo khóa hết cái phần này ra để mình xỏ tay vào cho dễ nhé. Và dòng này thì sẽ là 1.950.000. Và những shop khác bán con này phải trên 2.4 triệu, 2.5 triệu các bác. Đấy, những shop khác bán con này rất là đắt luôn. Đấy, thực sự là nếu mà em bán hàng thì em cũng phải biết giá một số shop nữa. Đấy, nên là mình cũng biết thôi. Nếu bác nào mình mua bên em thì sẽ rẻ hơn được cả 4-500 ngàn đúng không? Rẻ hơn được 4-500 ngàn và được bao ship tận nơi đúng không nhá? Được bao ship tận nơi và hàng là hàng da bò, được kiểm tra hàng test hàng thoải mái và áo là áo hàng mới nhá, áo hàng mới. Đó, có túi khóa trên, túi khóa dưới. À, form sẽ là 1m65, 1m65, 1m70 nhé, 1m65, 1m70, màu đen, dòng mô tô có đệm vai này. Đệm vai, đệm tay. Đó, dành rất là phù hợp cho những bác nào mình chơi xe hoặc là chơi kiểu tốc độ quá. Đây. Cái dòng này rất là xịn nhá, em nói thật dòng này rất là xịn luôn và nó sẽ cảm giác là mình sẽ một phong cách kiểu chất này, rất là hiện đại trẻ trung. Bác nào mình chơi xe thì có thể sưu tầm mấy cái áo này về mặc rất là thích cũng nha. Em nói thật mấy bác mà mình có body ấy, mình mặc mấy con này nên gọi là tôn dáng cực kỳ luôn. Đó, người ta may đường kiểu eo, đường eo này. À, có đai ở dưới này. Đấy, rất là xịn luôn nhá. Cân nặng sẽ dao động từ khoảng 60 đến 65 cân. Và bác nào mà mình không có bụng là khoảng 68 nhá, khoảng 68 cân, có túi trong. Có túi trong cho bác nhá. À, size là size L, size L. À, mã là D537, tay 60, vai 46 và lưng 62. 1.950.000. 1.950.000 có túi trong. Có túi trong. Cái dòng này là dòng cúc bấm như vậy, 1m65, tay là tay cúc bấm nhé, tay cúc bấm, em cúc tượng trưng thôi. Nếu các bác nào mình không thích thì mình có thể mặc suông ra như vậy. Đấy, mình có thể mặc suông ra như vậy cũng được các bác nhé. Nhưng mà thường cái kiểu này thì bác nên khóa nó lại luôn. Đó, cúc bấm được khóa nó lại. Đấy, mình mặc thì sẽ là form như vậy các bác nhé, 1m65. Cái dòng này vẫn đang rất là hot và chạy luôn. Đó, và thường là cái dòng em còn nói chung là lúc nào cũng bảo cả. Thường là cái dòng áo da si thì bác mua về mình chịu khó nên mình nên ủi và đánh si lại nhé. À, thường là như vậy. Và nếu mà mình kỹ tính thì mình nên đánh si lại cho nó đều và đẹp màu hơn nữa nhé. Nhưng mà thường là bên em thì các bác hầu như là mua về đều xử lý sơ qua hoặc là spa lại cái áo ấy. Thường là spa lại cái áo thì mình mặc sẽ đẹp hơn. Quốc nhá, 1m65. 1m65 luôn nhé. Form là form dáng ngắn. Con này thì các bác không nên mặc dài nữa, không nên mặc dài quá đâu. À, có đai của nó là đai bao chun. Đai bao chun và sản xuất tại Hàn nhé. À, hầu như là cái kiện áo da thì chủ yếu là hàng của Hàn và của Nhật là nhiều. À, lâu lâu thì sẽ có một số của nước khác nữa, nhưng mà số ít cũng nhé, nhưng hầu như là của Hàn và của Nhật. Mã là D534 này, tay 60, vai 50 và lưng chỉ có 58 thôi. Nên bác nào mà mình không thích mặc áo ngắn áo cộc thì mình nên chọn cái áo dáng dài hơn nhé. À, nên là bác lưu ý phần thông số này, chiều cao cân nặng. Giá chỉ có 350.000 thôi. 60, 65.
đang tiếp tục một con cúc dáng dài cô ơi, một con cúc dáng dài. Đấy, con này thì form dành mặc vào mùa đông và buổi sáng sớm cô nhá. Có bụng to bụng bia này. Đấy, mặc vẫn rất là ok hợp lý. Đằng sau luôn này. Đấy, mấy con này thì bóc mặc choàng ở ngoài rất là ấm nhé, choàng ở ngoài rất là ấm và form sẽ là 1m7 trở lên. Form 1m7 trở lên là ok nhé. Tại vì cái kiểu này thì cái kiểu nó là kiểu dáng dài quá, nên là bác nào mình thích mặc dài thì có thể chọn cái dòng vào này. Đây, tem tác đầy đủ hướng dẫn cho bác này. Sản xuất tại Hàn thôi em nhé. Tại vì phong cách của bên Hàn là họ mặc kiểu dáng dài ấy, nên là người ta sản xuất ra cũng hầu như là kiểu dáng dài là nhiều. Có đệm vai rất là êm, da mềm nhé, da mềm có đệm vai, kiểu dáng dài, cài cúc, dòng cài cúc có khóa này, có túi hộp này, có túi hộp, có túi nhét tay này, rất là tiện lợi cho bác luôn nha. Giá rất là sốc luôn quá. Ủa, cái giá bị mất đâu rồi? Ủa, con này bị rớt mất cái mã rồi. Nên bác nào mình mua con này thì bác có thể là chụp lại cái hiệu của nó như vậy với em nhá. Chụp lại cái hiệu như vậy với em. Con này em bán cho bác chỉ có giá là 385.000 thôi. Và bác nào mình mua áo này thì mình nên chụp cái mã này lại giúp em nhé. Hoặc là báo là cái áo không có mã 385.000. Đây, cái ấy của nó này. Đây, cái lá cờ này, sản xuất tại Hàn cũng nhé. DL Maxi đây. Hiệu rất là xịn sò. 385.000 thôi. Bị rơ mất cái mã. Đây, áo này thì giống cái con áo hồi nãy nhá, giống y hệt, nó chỉ khác một cái chỗ là ở tay khóa và tay cúc thôi. Và bác nào mà mình thích dòng tay khóa hoặc là thích dòng tay cúc, mình cảm thấy tiện lợi và đẹp mắt thì mình có thể lựa các bác nhá. Lựa chọn form sẽ là 1m65 1m73, màu nâu cà phê nhé, cực kỳ là chắc chắn luôn, xịn sò. Đó, có túi khóa này, cái da nó này sờ rất là mềm và thích quá. Đó, rất là mềm mại. À, các bác mua hàng các bác lưu ý là mình phải cọc tiền thì em mới đi đơn nhé. Các bác lưu ý xem, tại vì hầu như bây giờ thì các shop gọi là bán hàng si thì đều triển khai cái gọi là mua hàng là phải cọc các bác nhé, hầu như là như vậy. Còn những shop bán áo hàng mới hoặc là đồ mới thì người ta mới không bắt các bác cọc thôi. Còn hàng si thì bắt buộc là phải cọc thì mới đi đơn được, tại vì cái hàng này nó gọi là số lượng chỉ có một thôi. Nếu bác nào mình thấy chắc chắn mình muốn mua thì mình nên cọc tiền lại cho em nha. Đây, hàng sau lưng. Hàng bên em thì hoàn toàn bao ship và được kiểm tra hàng các bác nhé. Được kiểm tra hàng. Đây, viền da của áo này. Hàng hàng da bò và nguyên tấm da như vậy các bác ơi. Đó, giá chỉ có 1.850.000 thôi. Rẻ hơn những shop khác phải đến 400-500.000 các bác nhé. Rẻ hơn những shop khác rất là nhiều. Và được bao ship luôn. Được bao ship tới tận nhà, tận cổng luôn. Mã là D540, tay 60, vai 47 và lưng 66. Cân nặng sẽ dao động từ khoảng 63 đến 68. Và 70 cân dành cho bác nào mà mình kiểu có body ấy, body không có bụng bia ấy. Một con form dáng to nữa, dòng sơ mi cổ bể này. Con này thì rất là phù hợp cho bác nào mình có bụng to bụng bia nhá, bụng to bụng bia. Tay là tay suông như vậy, tay suông. Và hàng nó nói chung là nó bị ép kiện nên là nó sẽ hơi nhăn thôi. Còn nếu bác nhìn thấy nó không được đẹp mắt lắm, nhưng mà các bác chịu khó là mình mua về, mình ủi sơ qua nhá, tại vì hàng về như nào thì em sẽ quay y như vậy. Không gọi là không can thiệp, cũng không gọi là ủi hay là giặt hay là cái gì hết, tại vì thường là các bác mua về các bác sẽ tự xử lý thôi. Các bác mua về các bác sẽ tự xử lý thì mình thấy hợp mắt như thế nào thì mình sẽ làm thì nó sẽ hợp hơn. Form sẽ là 1m7 trở lên em nhá. Form 1m7 đến 1m8 được. Form 1m7 đến 1m8 được luôn các nhá. Da mềm. Da làm da mềm quá. Da rất là mềm luôn các nhá, da siêu mềm luôn. Mua về rồi, nếu mà bác nào mình thích thì mình ủi sơ qua các nhá, ủi sơ qua. Cái nó khoảng con này thì dành cho bác nào mà mình người to ấy, người to người đô.
giá chỉ có 450 thôi nhá, 450. Cân nặng sẽ dao động từ khoảng 80-90. Có bác nào mình có bụng mà hơi to ấy, thì khoảng 70-75. Mã là D536, tay 62 này, vai 53 và lưng 70, giá là 450. Đây, cái thương hiệu của nó đây con này, 1899 nhá. Xin 1899, cái hiệu nó rất là xịn sò thôi. Hiệu cực kỳ nổi tiếng đấy bác nhé. Đó, sản xuất này, tem tác đầy đủ cho bác luôn. Đó, đây, tem tác đầy đủ. Đó, có đóng dấu luôn này. Áo này thì sẽ có túi trong và chủ yếu hàng là sẽ lót vải dù nhé. Áo da thì hàng lót vải dù là nhiều. Đây, một con sơ mi tay cọc ấy. Con này bác nào mình mua về mình nên đánh xi lại nhé. Đánh xi lại, có cầu vai. Tay là tay ngắn các nhé, tay ngắn dòng sơ mi. Dòng sơ mi như vậy con này. Form này form 1m65 ấy, 1m65 1m7 các nhá. 1m65 1m7. Đó. Mua về có chịu khó là mình đánh xi lại nhá, đánh xi lại. Đó, hàng xi này. Đó. Nói chung là lâu lâu được có một con áo dòng tay cọc thôi. Còn lại chủ yếu là rất là ít khi có nhá, rất ít khi là có luôn. Đó, đằng sau lông thì sẽ nguyên như vậy. Đó, mình mua về mình nên đánh xi lại cho nó đều màu nhá, đánh xi lại. Mã là D529 này, D529 tay 24 thôi, vai 47 và lưng 70. Để tránh việc trường hợp là mình bị kích phần vai ấy, thì bác nên đo cái phần vai của mình trước là bao nhiêu rồi mình hẳn chốt không nhá. Chứ nhiều bác cứ chốt thấy đẹp rồi chốt rồi mất công mình mặc, đến khi mình lấy về mình mặc ấy sẽ bị kích vai hoặc là cảm thấy bị ngắn lưng hoặc là bị dài quá. Nên mình chịu khó mình để ý cái phần thông số này để em đã báo sẵn đó nhá. Cân nặng sẽ dao động từ khoảng 55 đến 60, giá chỉ có 350 thôi. Cái da này rất là xịn này. Tem tác này. Đó. Ở đây thì sẽ có hướng dẫn cho bác là ví dụ như không dùng cái gì đó. Đây. Và để nếu mà ví dụ bác nào mà mình chưa xài áo da bao giờ thì mình có thể là lên YouTube hoặc là lên Google, người ta sẽ hướng dẫn kỹ hơn, chi tiết hơn cách mà bác sử dụng xử lý áo da các bác ha. Tiếp tục một con moto. Đây, moto thì đặc trưng của áo thì một là sẽ là nặng, hai là tay của nó sẽ là tay kiểu dáng dài đúng nhá, tay kiểu dáng dài. Đây, có cái phần đệm và cái phần khuỷu tay này con này. Đây, cái đệm của khuỷu tay đấy bác nhá, nó rất là chắc chắn cho bác luôn. Đây, moto thì không bao giờ nhẹ đâu nhá, dòng moto không bao giờ nhẹ đâu. Form này thì sẽ là 1m7 đến 1m75, 1m7 đến 1m75 các bác nhá. Đây, sau lưng này form là form to thôi, form to. Các bác nào mình có bụng bia cũng được luôn bác. Đây, bụng bia này, nhưng mà bụng bia vừa vừa thôi nha, bụng bia vừa thôi. Em mặc con này có tí thôi mà cảm thấy nó hơi nặng thôi. Nhưng mà bác nào mình chơi xe thì mình sẽ thích cái dòng này hơn. Cái dòng moto này, lâu lâu thì mới có một số áo moto nhé. Đó, dòng rất là ít khi về luôn. Đó, kiểu tay này. Đó, ở dưới thì nó sẽ có cái đai để kết này. Đó, có khóa kéo này. Bên trong thì sẽ lót lưới nhé. Đây, cái lưới nó sẽ như vậy này. Các bác mặc thì nó sẽ thông thoáng hơn quá ha, mặc nó sẽ thông thoáng hơn. Và giá áo này chỉ có 450 thôi. D525, tay 63, vai 55 và lưng 70, 75 đến 80 cân. Đây, tiếp tục một con sơ mi cổ bể thôi. Da này rất là mềm, da mềm mại nhá, da mềm mại tay suông, da mềm mại tay suông. Cái chỗ này là cái phần da nó bị mốc thôi. Cái hàng áo da mà nó mốc là chuyện rất là bình thường nhá. Nó bị mốc chứ không phải là nó bị lỗi quá ha. Áo là áo bị nó bị mốc thôi. Hàng da nó mốc là chuyện rất là bình thường. Còn cái hàng mà da mà nó không mốc thì nó mới là hàng gọi là quan trọng nhá. Tại vì hàng không hàng mốc ấy, thường là hàng da tật. Còn cái hàng mà không mốc thì thường là da BU nhá. Nên bác nào mà mình mua về mình thấy chưa tin tưởng là cái hàng da thật thì bác có thể là đi mưa hoặc là mình ngâm nước gì đó để mình có thể là test không nhá. Nó form sẽ là 1m7 đến 1m75, 1m7 đến 1m8 nhá. 1m7 đến 1m8. Đây là sau lưng, form là form dáng dài luôn. Form dáng dài. Và có bụng luôn quá ha, có bụng luôn.
Form này cũng rất là to nhé, form rất là to. Đây, quay sát cho bác nhìn này. Áo là nó bị mốc luôn nhá, áo nó bị mốc thôi. Mua về bác nào mà mình mua về mình xử lý là được. Đó, hàng da mốc đấy thôi. À, mua về mình xử lý thôi ha. À, tại vì nó về theo kiện đấy, nó về theo kiện, nó áo nó như thế nào thì em sẽ để nguyên như vậy, không động chạm, không xử lý một cái gì luôn không nhá. À, chỉ kiểm tra hàng, ví dụ như nó bị lỗ chỗ này chỗ kia thì em sẽ báo sẵn cho bác luôn. À, nên là hàng như thế nào thì sẽ để nguyên như vậy để bác mua về mình gọi là có thể là tự xử lý. Ví dụ như mình đánh xi, mình thích chuyển sang màu khác thì mình có thể đánh xi sang màu khác không nhá. Và con này là của Hàn, một con của Hàn các bác nhé. Da mềm, da mềm, cân nặng sẽ dao động từ khoảng 80-90, còn bộ có bụng to, bụng bia to thì khoảng 70-75. Mã là D535, tay 60, vai 50 và lưng 72. Các bác nào mình mua hàng thì mình có thể chụp lại màn hình như vậy và có thể là nhắn cái mã gửi qua Zalo các bác nhé. 485k đấy. Cái hiệu của nó thì sẽ được in nổi ở trên cái miếng da của cái áo này các bác nhá. Bên trong thì sẽ lót vải dù. Cho bác một con cổ áo vắt chéo, và con này thì sẽ có đai ở dưới nhé, có đai ở dưới như vậy. Đó, có đai ở dưới như vậy, form sẽ là 1m65, 1m70 cho em nha. Đây. Đó. Con này thì có khẩu vai nhưng mà bên này thì nó bị mất một cái cúc rồi nên là em sẽ bán rẻ cho bác thôi. Nếu bác mua về thì mình có thể là đính lại cái cúc lại đây không nhá, đính lại cái cúc ở đây, em sẽ bán rẻ cho bác con này. Đó, tay thì sẽ là tay khóa, da mềm nhá, áo vắt chéo. Dòng vắt chéo. Đó, có đai luôn nhá. Đằng sau lưng này. Và ở dưới thì nó có bon chun quá. Ở dưới có bon chun như vậy. Đây, ở một chỗ một xíu xíu ở đây thì nó sẽ hơi bon chun nhẹ thôi nhá. Ở đây thì nó sẽ bon chun nhẹ. Đây, đằng sau lưng đúng không này. Đó, đằng sau lưng đúng không nhá. Nó sẽ may kiểu da lại với nhau. May cắt da lại với nhau. Đây, ở dưới thì sẽ hơi bon chun. Có đai không nhá, có đai. Con này thì sẽ bán rẻ cho bác chỉ có 300 ngàn thôi. Để bác mua về bác đính lại cái phần kia các bác nhá, đính lại cái phần cúc ở cái phần cầu vai. À, mã là D526, tay 63, vai 47 và lưng 64. Cân nặng sẽ dao động từ khoảng 65-70. Giá có 300 ngàn thôi các bác nhá, 300 ngàn. Đây cái hiệu nó đây các bác này. Đó. À, có túi chứ, có túi trong nhá, có túi trong. Đây, tiếp tục một con rắn dài, form sẽ là 1m7 trở lên nhé, 1m7 trở lên và có bụng to bụng bia luôn, bụng to bụng bia này, và da rất là mềm mại luôn, da này siêu mềm và mặc con này không hề bị nóng nhé, em mặc mà cảm thấy không hề nóng tí nào luôn. À, có một cái cúc ở đây, tay của nó sẽ như vậy đúng nhá, da mềm mại, da này rất là mềm, rất là phù hợp cho bác nào mình không thích mà mặc một con áo mà mình cảm thấy khó chịu vì nó quá cứng, mặc nặng nề. Con này nó không hề bị nặng và da rất là mềm nhé, da mềm. Có túi này, đây cái túi của nó đây các bác nhé, hai bên. Đó, quay cận chất cho bác luôn luôn nhé, da rất là mềm mại. Và dòng thế là vừa khóa vừa cúc bấm, vừa khóa vừa cúc bấm, hai trong một. Đây, sau lưng nữa con này. Đó, sau lưng thì nó sẽ chia ra hai miếng da các bác nhé. Sản xuất tại Hàn và là size L nhé, size L. Mã là D527. Tay 58, vai 52 và lưng 78, 70-85 cân. À, giá chỉ có 350 thôi. Các bác lưu ý là bác nào mình kỵ tính thì mình nên mua hàng mới nhé. Còn bác nào mình đã chơi hàng si thì mình mua về với cái giá rẻ. Nên là mình mua về mình chịu khó, mình nên một là đánh si hoặc là ủi lại. Bác nào mình thấy cái áo của mình còn mới thì mình có thể là ủi sơ qua hoặc là hấp dưỡng lại, tùy thuộc vào bác nhu cầu mình thích cũng nhé. Tại vì cái hàng si thì em không thể là áo nó như mới được. Nên các bác nào mình kỵ tính thì mình nên mua hàng mới. Hoặc là mình mua về mình nên xử lý trước khi mình mặc. Đây, tiếp tục một con sơ mi này. Con này thì sẽ mặc được hai kiểu. Một là bẻ cổ, hai là các bác mặc cổ cao như vậy. Ví dụ một là mình đi vào buổi sáng sớm hoặc là trời rét. Đấy thì có thể là kéo cổ cao lên như vậy. Thì gió nó sẽ bớt lùa vào cái phần cổ của mình.
thì mình sẽ ấm cổ hơn. Đó, thì mình sẽ đỡ bị lạnh không nhá, đỡ bị lạnh, đỡ bị ho. Form da rất là mềm thôi, da mềm. Form sẽ là 1m7 1m75, 1m7 1m75. Còn thích mặc dài như mẫu, thích mặc dài như mẫu này, mẫu là 1m65 thôi nhá. Bác nào mình có cùng chiều cao với mẫu thì mình có thể là ước chừng này. Da rất là mềm nhá, da này rất là mềm mại luôn. Đấy, da mềm. Hàng bên em chủ yếu là hàng da bò là nhiều. Còn hàng da cừu thì lâu lâu sẽ có một số áo thôi, nhưng mà chủ yếu là hàng da bò nhé, chủ yếu là hàng da bò. Da này là da mềm, da mềm mặc rất là đẹp luôn, mềm mại nhé, mềm mại. Giá chỉ có 485.000 thôi, mua này rất là hời các bạn này, 485.000, giá siêu rẻ. D530, tay 61, vai 44, lưng 70. Vai em này chỉ có 44 thôi, nên bác nào mình trước khi mình mặc con này thì mình nên đo cái phần vai của mình là bao nhiêu. Con này thì sẽ phù hợp với bác nào mình người gầy thôi, người gầy. 65-70 cân. Đây, con áo cuối cùng. Đó, con này cũng là dòng sơ mi luôn. Mặc cũng thành hai kiểu nhé. Một là bẻ cổ này, một là bẻ cổ. Hai là bác để cổ cao như vậy. Con này độ mới rất là cao thôi, độ mới siêu cao luôn. Đó, con này mua về cùng lắm thì bác chỉ việc ủi sơ qua, ủi sơ qua cho nó phẳng thôi. Form sẽ là 1m75 1m7 1m75 nhé, 1m7 1m75. Thích mặc dài thì sẽ là 1m65 như mẫu. 1m65 thì sẽ mặc như mẫu nhé. Đấy, phối quần jean quần tây các nhá, 1m7 1m75. Còn thích mặc dài thì sẽ là 1m65 ha. Đây, da rất là mềm, độ mới cao. Túi cái thì cảm giác như là giấu túi ở bên như vậy, bên hông như vậy. Da rất là mềm mại thôi, da siêu xịn. Con này độ mới cao này. Đây, cái thương hiệu của nó là S5TH này. Xin laser gì đây. Giá cũng chỉ 485 thôi. Mã là D531, tay 62, vai 48 và lưng 66. Cân nặng sẽ dao động từ khoảng 65-70. Bên trong thì lót vải dù, không có túi trong nhé, không có túi trong. Và áo này cũng là áo cuối cùng rồi. Và video của em đến đây thì là hết cũng nhé. Bác nào mình mua hàng thì mình có thể là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại, hoặc là mình nhắn qua Zalo Quốc nha. Bên em thì luôn luôn là bao ship, và khi shipper giao hàng được kiểm tra hàng, test hàng trước khi mình nhận hàng các bác nha.